Hai chào bạn, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2021, shop Hưng My xin giới thiệu mẫu Genix Tempo 1.0. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 4 triệu 850 ngàn. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, tay đề Shimano Shift, cùi đề cùi đĩa Shimano Tuning. Giờ dĩa con này được trang bị cấu hình là 3 dĩa, khung con xe được làm bằng nhôm. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm do công ty Genix đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh cấu hình chi tiết con xe Genix cho bạn xem. Giá xe đang được bán với giá 4 triệu 850 ngàn. Vỏ con này vỏ CT Czech. Xe được trang bị hai thắng chính và hai thắng phụ. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Màu sắc con này màu đen đỏ xanh. Tay đề con này tay đề vặn Shimano Shift. Tay thắng Winzip, có cái chuông theo xe. Ngàm thắng con này ngàm thắng gôm. Khung sườn được làm bằng nhôm. Mối hàng là mối hàng vảy cá. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Genix Tempo 1.0. Khung sườn được làm bằng nhôm. Mối hàng vảy cá. Yên là yên Genix, cốt yên là cốt yên Genix, ngàm thắng gom Winzip. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, ngàm thắng là ngàm thắng gom. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Màu sắc con này là màu đen xanh đỏ. Cùi đề đĩa con xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tuning TZ. Cùi đề đĩa con xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tuning TZ. Dò dĩa con này dò dĩa Genix 3 tầng dĩa, trục giữa con này bạc đạn. Cùi đề đĩa là Shimano Tuning TZ. Cùi đề đĩa là Shimano Tuning TZ. Dò dĩa là dò dĩa Genix. Sên con này là sên 7, clip con này clip vặn 7. Cùi đề đĩa Shimano Tuning TZ. Dò dĩa con này dò dĩa Genix. Sên con này là sên 7, clip con này clip vặn 7, clip vặn 7 hiệu ATA Index Review. Clip vặn 7 ATA Index Review. Cùi đề clip con này được trang bị cùi đề clip là Shimano Tuning TZ. Clip là clip vặn 7 ATA Index Review. Cùi đề clip là Shimano Tuning TZ. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, xe được trang bị đi dây ngoài. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Niền con này niền cao 4 phân, ngàm thắng là ngàm thắng gom Winzip. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm do công ty Genix đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Ngàm thắng gom. Tay đề con này là tay đề Shimano Shift. Hai thắng chính và hai thắng phụ. Tay thắng là tay thắng Winzip. Màu sắc con này là màu đen xanh đỏ. Ngàm thắng gom, vỏ CT Czech. Niền con này niền 4 phân. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm. Yên là yên Genix, cốt yên là cốt yên Genix. Màu cực kỳ đẹp. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4 triệu 850 ngàn. 4 triệu 850 ngàn. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995. Tay đề con này tay đề vặn Shimano Shift. Tay thắng chính là Winzip. Tay thắng phụ gồm hai tay thắng chính và tay thắng phụ, dành cho những người mới chơi, mới tập chơi dòng xe tay công. Sợ cầm tay công mỏi thì có thể cầm tay ngang. Vỏ con này là vỏ CT Czech. Size vỏ con này được trang bị size vỏ 700x25. Vỏ 700x25. Niền là niền 4 phân. Vỏ CT Czech, xe vỏ 700x25, niền 4 phân. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh. Tên con xe, thương hiệu con xe Genix Tempo 1.0. Genix Tempo 1.0.
GenX là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm do công ty GenX đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. GenX là địa chỉ của trụ sở GenX là có trung tâm địa chỉ phân phối bảo hành tại khu vực Sài Gòn nha các bạn nha. Các bạn mua xe có trung tâm bảo hành nó rất là dễ dàng và rất là khỏe. Hoặc là các bạn có thể ghé tại shop cũng được. Tại shop thì nói chuyện ồn ào vui vui xíu cho nó vui. Tên con xe, thương hiệu con xe là GenX Tempo 1.0. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 4.850.000. 4.850.000. Yên con này là yên GenX, cốp yên là cốp yên GenX, khóa mở cốp yên ngàm thắng gom Winzip. Bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tony TZ. Dò dĩa con này dò dĩa GenX. Cùi đề lip con này được trang bị cùi đề lip là Shimano Tony TZ luôn. Lip là lip vặn 7 ATA Index Review. Sơn con này là sơn 7. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Xe được trang bị đi dây ngoài. Tên con xe, thương hiệu con xe là GenX Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.850.000. 4.850.000. Khi các bạn mua xe sẽ được tặng một cái gọng và một cái bình nước nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là GenX Tempo 1.0. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa là Shimano Tony TZ. Dò dĩa con này dò dĩa Pro Wheel. Cùi đề đĩa là Shimano Tony TZ. Dò dĩa con này dò dĩa Pro Wheel. Dò dĩa con này dò dĩa GenX chứ lộn. Cùi đề đĩa Shimano Tony TZ. Dò dĩa con này dò dĩa GenX. Được trang bị 3 tầng đĩa. Sơn con này là sơn 7. Lip con này là lip vặn 7 ATA Index Review. Cùi đề lip con này được trang bị cùi đề lip Shimano Tony TZ. Niền con này niền 4 phân vỏ CST CZ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.850.000.